Từ khi tham gia chi hội phụ nữ thôn An San, xã Cốc San, chị Nguyễn Thị Trinh đã được trang bị nhiều kiến thức về luật bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình. Do vậy, nhiều hoạt động phong trào của tổ chức hội dành cho chị em, chị cũng đã tham gia nhiệt tình. Trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chị đã chủ động vay vốn của chi hội phụ nữ thôn để đầu tư mô hình trồng rau sạch 1 hecta, góp phần tăng thu nhập cho gia đình. Kinh tế từng bước ổn định, đều đặn mỗi ngày chị lại trích ra một phần tiền thu được từ bán rau để bỏ vào lợn nhựa tiết kiệm để giúp đỡ các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Chị em chúng tôi là đến làm lễ mổ lợn thì để một phần nào đấy, ví dụ như là có những chị em gặp mà khó khăn ấy, thì là trong chi hội cũng là một cái vốn như thế để cho chị em vay để vượt khó. Nói chung là giúp chị em nghèo vượt khó. Chi hội phụ nữ thôn An San với hơn 70 hội viên tham gia, chị em trong chi hội luôn phát huy tinh thần đoàn kết, mạnh dạn, tự tin, tích cực tham gia nhiều hoạt động của địa phương, được các cấp hội đánh giá cao. Thường xuyên là chúng tôi lồng ghép vào những cái chương trình họp thôn, họp các đoàn thể là đều tuyên truyền về bình đẳng giới hết. Thì hầu hết là mọi người, các anh chị em cũng nhận thức được cả và cũng cùng nhau chia sẻ công việc gia đình và mọi thứ kinh tế, nuôi dạy con cái, dạy dỗ con cái. Nói chung là đến bây giờ cái chương trình bình đẳng giới thôn này thực hiện rất là tốt. An San và Tòng Chú là hai thôn của xã Cốc San được đánh giá cao trong thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, phát huy được vai trò của phụ nữ trên nhiều mặt, từ công tác chính trị, xã hội cho đến chăm lo hạnh phúc gia đình. Chúng tôi sẽ xây dựng các cái kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất là tiếp tục về cái kế hoạch phát động cái cuộc là cái thực hiện gia đình 503 sạch, nhà sạch vườn đẹp. Nó lồng gắn vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy là xã Cốc San đã về đích nông thôn mới năm 2014, thế nhưng mà về duy trì để củng cố nó cao hơn nữa thì đối với hội phụ nữ là đẩy mạnh cái phong trào này, tiếp tục xây dựng các cái mô hình về trong cái công tác giảm nghèo. Thì chúng tôi tiếp tục có những cái kế hoạch mà đề xuất lên cấp trên hỗ trợ, thứ nhất là tạo việc làm, hai nữa là giống vốn để cho chị em phát triển về kinh tế. Đối với địa bàn xã Cốc San thì thực hiện các cái mô hình về phát triển kinh tế thì hiện nay thì chị em phụ nữ thì đứng tên trong các cái câu lạc bộ, rồi là trong các cái đơn vị thực hiện cái phát triển kinh tế thì cũng đang là những cái vấn đề mà thế mạnh đối với địa phương, và chúng tôi thì cũng rất là ưu tiên cho các cái tổ chức liên quan đến phụ nữ để tạo điều kiện cho phụ nữ trong cái công tác phát triển về các mặt. Hoạt động của các chi hội phụ nữ xã Cốc San cũng như nhiều địa phương trong tỉnh với các hoạt động thiết thực, cụ thể đã góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.